Với Cương nguyên là đội dũng xin thân chào khán giả của VTV đến với chương trình chuyện nóng trong tuần à, tuần này chúng tôi nói một câu chuyện trong nước liên quan đến một người đứng đầu ngành tư pháp Việt Nam đó là nguyễn hòa bình là coi như đang là tránh án tòa nhân tối cao giống như gọi là bên mỹ gọi là chủ tịch tối cao phiên á thì à, trong mấy ngày qua ông bị công luận chỉ trích là bởi vì ông đã đưa cái bà yêu cầu bà phó của ông là bà nguyễn thúy hiền ký một cái công văn ra lệnh tất cả nhân viên ngành tòa án phải coi một cái bộ, phim, bộ phim tên là lựa chọn số phận phát sóng trên đài VTV và nói là phải coi để học hỏi ngành tòa án này như thế nào mang tính cách chính trị vân 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 chuyện này nó bị người ta chị nghị à, chào anh Khôi Nguyên yeah, chào anh Thoáng Dũng và khán giả tại sao lại dị nghị cái chuyện này nó dính dáng gì tới bởi vì theo một bộ một bộ phim này theo tôi biết lựa chọn số phận là cái phim của cái uh, coi như uh, ngành toán đầu tư đúng không đưa cho vtv làm bây giờ chỉ đạo cho nhân viên tất tần tật nhân viên coi thì có gì đặc biệt mà phải uh, gọi là 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 là, là rùm beng trong nước mấy ngày này thế anh thưa anh chuyện đó đúng như anh đô dũng nói nếu là chỉ là một bộ phim không thôi đó thì quý vị cũng biết ở việt nam ví dụ như những bộ này ngành kia làm những cái phim ảnh về ngành mình để mà mang tính chất tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên đó ví dụ như vậy với dân chúng chẳng hạn thì đó là chuyện rất bình thường tuy nhiên cái trường hợp mà ông nguyễn hòa bình ấy, mà anh dũng đề cập ngay từ đầu đó liên quan đến bộ phim là liên quan đến vụ án của tử tù hồ duy hải ừ. đó mâu thuẫn mấu chốt nó nằm ở chỗ đó thưa anh và mình bây giờ đó, thì bộ phim nó chỉ là cái cớ khi mà dư luận họ công kích hay là họ chỉ trích ông nguyễn hòa bình và cái tòa án nhân dân tối cao do ông đứng đầu mà thôi nhưng mà cái cốt lõi vẫn là vụ án của tử tù hồ duy hải và có lẽ đó là một cái vụ án lịch sử từ trước đến nay là chưa có tiền lệ tại việt nam nó liên quan đến một tử tù mà nó tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trong đó gia đình của tử tù hồ Duy hải thì một mực kêu oan và bà loan tức là mẹ của hồ Duy hải đã suốt 12 năm ròng kêu oan và cho đến nay thì cái sinh mạng của hồ Duy hải à, vẫn chưa được định đoạt và cụ thể đó là cái phiên tòa gọi là uh, giám đốc thẩm giám đốc thẩm vừa rồi à. uh, vẫn giữ nguyên ừ. uh, gọi y dạ. án tử hình mà họ có thừa nhận là có một số những cái tình tiết À, chưa có đúng nhưng mà vẫn y án thôi anh đó là cái à, lý do vì sao mà nó gây nên cái 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 làn sóng mà à, phản đối rất là mạnh mẽ ở trên mạng xã hội tại Việt Nam mà không chỉ mạng xã hội mà cả các cơ quan truyền thông ở trong nước nữa đây anh Anh có thể trước khi đi tiếp có thể sơ qua về vụ án hồ duy hải như thế nào để cho khán giả về nắm rất là tóm tắt thôi để người ta hiểu câu chuyện như thế nào thế? À, vâng cái vụ án cho hồ duy hải có thể tóm tắt như thế này một cái vụ giết người ừ. hai cô nhân viên của một cái cục bưu cục bưu điện ở, ở cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành huyện Thủ Thừa tỉnh Long An. Ừ. Hai người đó bị giết cách đây 12 năm, đã. tức là năm 2008. Thì sau đó đó thì cái nghi can mà số 1 tức là bị bắt đó ừ. là Hồ, Hồ Duy Hải. Ừ. À, khi mà Hồ Duy Hải bị bắt thì Hồ Duy Hải đã trải qua các phiên tòa ví dụ như là tòa sơ thẩm ở Long An này ừ. rồi tòa phúc thẩm này ừ. rồi giám đốc thẩm tức là phiên tòa đi qua tòa tỉnh phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao tại ừ. tỉnh tại Sài Gòn này. À. Đó thì trong tất cả những cái phiên tòa đó thì hồ Chí Hải đều bị kết án tử hình hết và ừ. không thay đổi. Ừ. Thì tiếp tục đó năm 2011 đó thì viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đó khi mà cái vụ án này nó được kháng nghị lên tới viện kiểm ừ. trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đó, thì ông Nguyễn Hòa Bình bác bác cái đó y cái án. án tức là rồi. lúc đó là chủ tịch ông là ông, ông là, là viện trưởng viện, viện trưởng nước nước cao. Nhờ, trước khi rồi. làm tránh uh, án tòa án nhân dân tối cao đúng rồi à. thì lúc đó ông bác cái chuyện đó uh -huh. và bây giờ khi mà ông là tránh án tòa án nhân dân tối cao thì khi ông xử cùng với bảy mười sáu thẩm phán khác uh -huh. thì coi như ông vẫn cũng y án à. nhưng mà tất cả các cơ quan <laughs> điều tra đó theo truyền thông trong nước nói đó thì họ đã vi phạm tức là về, về vật chứng Ừ. Cũng như nhân chứng ngay từ đầu à. nhưng mà Hồ Duy Hải vẫn tiếp tục bị y án y án cho đến giờ phút này và nên nhớ đó là năm 2012 đó tức là 4 năm sau ừ. thì chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải ừ. nhưng mà sau đó đó vào năm 2014 đó thì chính ông chủ tịch nước Trương tấn Sang lại ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải à. Vâng tức là có vấn đề vâng tức là có vấn đề tức là cái việc này nó chưa có tiền lệ, ừ. tức là anh đã bác cái cái, cái 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 Nói chung là anh anh đã muốn cho tôi chết Vậy anh bảo là ngưng chết đã. Nhưng lại lại là... à. rồi, nhưng mà cái điều này quan trọng này, à. cái chỗ này quan trọng này. À, vào năm 2019, ngày 22 tháng 11 năm 2019 thì viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam là ông Lê Minh Chí ừ. tiếp tục kháng nghị giám đốc thẩm vụ án sau khi nhận được đề nghị xem xét giải quyết bảo đảm đúng pháp luật. Từ chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Vào tháng 7 của năm 2019 à, Anh nên nhớ à. Từ chủ tịch nước được. Nguyễn Phú Trọng à, à. Đó là vấn đề Mà vì sao cái vụ án này Được đưa ra xét xử ừ. Và cuối cùng ông trương Hòa Bình cùng 17 thẩm phán khác dạ. Vẫn đi án. Án. Dạ. án Nhưng mà bây giờ nghe nói đâu là quốc hội là Kêu xử lại lần nữa đúng không anh Vâng, cái thông tin mới nhất ừ. Trong ngày hôm uh, 17 tháng 6 dạ. Đó là Ủy ban tư pháp của Quốc hội Việt Nam đã vừa nhóm họp và thống nhất đề nghị xem xét lại phán quyết giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Hành động này sẽ được định đoạt, tôi tôi cái tôi nhận định đó là sẽ định đoạt sinh mệnh chính trị của Nguyễn Hòa Bình trong đại hội đảng lần thứ 13. Wow. À, theo anh ông, ông Nguyễn Hòa Bình có triển vọng gì vô bộ chính trị này kia gì không? Thứ nhất, ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958. À, Đến nay ông Nguyễn Hòa Bình Vẫn còn tuổi. Là 62 tuổi. 60 tuổi tức là độ tuổi dưới 65. Đúng rồi, đúng thì, rồi, năm tới là 63. Dạ, yeah, đại khái như vậy. Nếu mà trong trường hợp mà đặc biệt như ừ. như chúng ta nói ông Nguyễn Hòa Bình có thể thăng tiến lên nữa ừ. thì trường hợp này vẫn đang đang được chấp nhận, tức là giống như cái, trường hợp Trương Hòa Bình trước đây của đúng không anh? Dạ. Yeah, tức là cái cường quan lộ của ông Nguyễn Hòa Bình ấy ừ. đang tiếp tục. Ừ. Tuy nhiên á là nếu mà đúng theo tuổi về hưu đó ừ. thì ông ông Nguyễn Hòa Bình cũng đã qua tuổi về hưu rồi. Yeah. Đó là 60 yeah. tuổi là phải về hưu rồi. Yeah. À. Thì vấn đề đó là ông trương hòa bình, ông nguyễn hòa bình ấy, ông đã từng trải qua các chức vụ nè phó tổng cục trưởng cũng tổng cục cảnh sát nhân dân à. trong cái thời gian mà hội vụ án hồ duy hải xảy ra à. sau đó tức là lúc đó ông ông, ông nguyễn hòa bình an. là thiếu tướng à, thương thiếu thương tướng ngành công an, ngành công an. À. sau đó ông được đưa về quảng ngãi à. làm phó bí thư tỉnh ủy rồi bí thư tỉnh ủy quảng ngãi à. rồi trước khi <laughs> trước khi mà ông mới được đưa lên là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao à. rồi mới lại là à, giám đốc tòa án nhân tư cao chủ tịch là... tránh, tránh án tránh án tòa án nhân tư cao đứa đứa xin lỗi thì anh thấy này ông á trong cái vụ án hồ duy hải mà xảy ra từ năm 2018 đến nay tức là 12 hai năm ừ. thì ông trương hòa bình vừa đóng ba vai ba vai đúng rồi ba vai công an tức điều là điều tra điều tra, tra. À, viện kiểm sát công tố công tố và bây giờ tòa án là sự. tòa án là quan tòa tức là Người ta mới nói là ông này ông đóng tiếp. Người ta thường nói là đóng hai vai thôi à đúng không anh? À? ông này thế là tức là vừa đá bóng, à. vừa thổi còi thường ừ. thường hay nói vậy nhưng mà ông này đã đóng tới ba vai là ừ. tức là ông này vừa đá bóng này, thổi còi mà huấn luyện viên luôn, thưa anh. Phức tạp phức tạp. Bây giờ trở lại tại sao trong cái phim mà gọi là lựa chọn số phận này? nó nói về vụ án Hồ Duy Hải, nó nói cái gì mà ông phải cái Ông cái vụ đủ... à, cái vụ mà cái phim này đó nó ừ. không nói về vụ án Hồ Duy Hải anh. À yeah. nó nói về nó nói về cái ngành tòa án ngành... tức là muốn ca ngợi, ca ngợi tòa, tòa án, án. Đó. Yeah. Nhưng mà nhưng mà nó xảy ra vào cái thời kỳ Hồ Duy Hải. Vâng. Cho nên người ta mới nghi rằng là à, trong vụ Hồ Duy Hải nó có nhiều khúc mắt Mà anh đã đi ca ngợi cái ngành tòa án thì mà ca ngợi ngành tòa án mà đứng đầu ngành tòa án lại. Điều mà anh chỉ ra nó đúng ở chỗ này. Một hình thức đánh bóng tên tuổi đó, trong đó. lúc anh à. đang bị nạn đó. tức là giống như là tôi tạm gọi như ông Nguyễn hòa bình hiện nay đang xa một cái chân vào ừ. vũng lầy ừ. và cái vũng lầy đó đó nó ác thay một chỗ đó là gì không phải là chỉ riêng mạng xã hội ừ. mà báo chí nhà nước do nhà nước ngay cả lên, cũng... tổng bí thư chủ tịch nước cũng dính vào đây đó. mà thì người ta phản ứng và người ta phẫn nộ về cái ừ. chuyện đó tức ừ. là một cái vụ án mà anh không trọng chứng uh -huh. Mà anh chỉ trọng cung thôi yeah. Ông Nguyễn Hòa Bình uh, Trong cái phiên tòa giám đốc thẩm Cũng như là tại quốc hội Thì ông cũng nói là uh, Hồ Duy Hải không có uh, xin giảm án uh, Không có xin uh, tha tội chết Mà Hồ Duy Hải uh, uh, Đại khái là uh, Ông không có nói cái chuyện là Hồ Duy Hải kêu an uh -huh. Ông tránh cái chữ đó uh -huh. Nhưng mà thực sự là trong suốt 12 năm Thì gia đình Hồ Duy Hải luôn luôn lúc nào kêu an mẹ Và ít nhất an. người ta thống kê là Hồ Chí Hải ít nhất là có 25 lần kêu oan thưa ừ, anh ừ. Vậy thì quay trở lại cái câu hỏi hồi nãy của anh Dũng Là tại sao có cái phim này ừ. Thì theo tôi đó là một hình thức gọi là Đánh, đánh bóng tên tuổi để làm sao người ta đừng có Cái ác cảm đối với cái ngành tòa án Và Mà do ông Nguyễn Đức đứng đầu, đứng đầu. Dạ, đứng đầu. Đúng dạ, đúng Quý vị đừng quên rằng Là đây không phải là lần đầu tiên mà ông Nguyễn Hòa Bình à, gọi là bị đưa lên công luận mà tôi nói là lề trái. Hồi ừ. trước là lề trái. Ừ. Nếu anh theo dõi cái trang chân dung quyền lực, dạ. anh còn nhớ cái trang nhớ, đó nhớ, không? Nhớ cái trang đó. À, trước Đại hội 12, à. thì ông Hòa Bình tôi dùng cái chữ ông, ông Nguyễn Hòa Bình tôi dùng cái chữ là cũng lên thớt. Tức ừ. là ông mới được cái trang chân dung quyền lực ừ. thời, vào thời điểm đó đã ít nhất bây giờ quý vị nếu mà ở Việt Nam mà quý vị không có bị chặn từng lửa đó hoặc quý vị ở hải ngoại thì rất dễ rồi quý vị vào cái trang chân dung quyền lực thì quý vị cũng thấy là ba cái bài đầu tiên ở cao nhất đó, ừ. hiện nay mà nó, nó cái trang đó nó ngưng cập nhật từ năm 2015 anh Dũng yeah, yeah. thì bây giờ ba cái bài đầu tiên của cái trang chân dung quyền lực đều nói về ông Nguyễn Hòa Bình hết ừ. cái bài đầu tiên đó là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và vụ chạy án rúng động trong nội bộ cấp cao ngành tòa án ừ. tựa bài thứ hai là dân nghèo quảng ngãi và ông bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình À, tựa bài thứ ba đó là điểm mặt hàng loạt căn nhà mặt tiền biệt thự căn hộ cao cấp của gia đình viện trưởng viện kiểm sát nhân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội. Đúng Lúc à. đó ông Nguyễn Hòa Bình, ừ. cái thời điểm đại hội 12 đó, yeah. ông Hòa Bình vẫn là viện trưởng viện kiểm sát. Đúng rồi, đúng thì rồi, sau đại hội 12 thì ông Bình mới là tránh án tòa, tránh án tòa nhà tối cao. cao. Ừ. Tức là trong đại hội 12 đó tôi dùng cái chữ là ông Bình đã bị đánh rồi. Bị đánh rồi. Và trong những cái bài mà đưa lên trên trung quyền lực đó thì ông Bình À, được cái trang đó đưa lên là những cái hình ảnh như vợ con ông ông nguyễn hòa bình là sống trong những cái căn nhà sang trọng này ừ. rồi người dân quảng ngãi thì nó nghèo như thế nào này trong ừ. khi là đại khái là hai cái hình ảnh đối lập nói chung đã bị lên thớt từ hồi đó rồi đó đúng tức là ông ấy được liệt kê ra những cái tài sản nào hà nội bao nhiêu tỷ bao nhiêu tỷ đó. Ừ. nói chung là đã lên thớt từ hồi đó ừ. thì bây giờ đó anh thấy tại sao trước cái đại hội 13 Bây giờ này lên thái ông thái lại đó. lên thế một lần nữa, nhưng mà cái này người ta nghi ngờ đó, người ta đặt rất là nhiều câu hỏi nghi vấn mà ít có người nhắc tới đó Là tại sao Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 của năm 2019 ừ. đã phải yêu cầu là xem xét giải quyết bảo đảm đúng pháp luật ừ. Cái vụ án Hồ hả? án Hải, nhưng Anh mà ông làm lơ là... luôn Không, bây giờ phải thực hiện Ừ. là đó là ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng đúng đó là lý do vì sao nhưng mà, mà phải ông... lôi cái cái vụ này ra nhưng mà hồi nãy em mới nói là nhưng mà hôm nọ xử vẫn y án mà. đúng rồi đó thì bây giờ vấn đề là xử ông, ừ. yeah. như... ông Nguyễn Hòa Bình vẫn y án là như vậy thì sau khi có sau khi có ý kiến của Nguyễn Phú Trọng mà Nguyễn Hòa Bình vẫn y án đó vấn đề là giả. chỗ đó vấn đề là chỗ đó, đó. và đó. vấn đề là chỗ đó cho nên á hồi nãy tôi mới nói với anh là sinh mạng chính trị ừ. của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ này ừ. là ông Nguyễn Hòa Bình là đang trong cái lúc Tôi nói cực kỳ nguy hiểm yeah. Và ý kiến riêng cá nhân phỏng đoán của tôi đó Ở đây thuyết âm mưa một chút uh -huh. Đó là Nhiều khả năng là trong đại hội 13 này uh -huh. Ông Nguyễn Hòa Bình Sẽ đi luôn Đi luôn Sẽ đi luôn Không là... đâu có đi luôn Nó có lực vào đâu mà đi Đâu có lực vào Bộ <laughs> chính trị đâu mà đi <laughs> Đúng rồi Thưa anh phức tạp phức tạp nói chung là bây giờ trong Việt Nam có cái màn đánh bóng tên tuổi của những cái chiêu rất độc đáo Dạ. Yeah. bây giờ anh đã lướt thuyết âm mưu tôi mà có thuyết âm mưu luôn được không và đây là <laughs> câu hỏi chót với anh yeah. câu hỏi chót với anh anh nói rằng là ông trong vụ Hồ Duy Hải này coi như là ông Nguyễn Hòa Bình đi từ đầu đuôi yeah. trong vai trò điều tra yeah, trong, trong, vai, vai trò, trò công, tố, công tố, trong vai trò xử xét một thuyết âm mưu chí xíu anh có nghĩ là sau đại hội 13 này ông Nguyễn Hòa Bình có khi được bầu vào Bộ Chính trị bầu chức Chủ tịch nước để ông đóng vai trò thứ tư là ân xá cho Hồ Chí Hải không? Tôi nghĩ đó là trò nực cười và ấy, à, anh có quyền đặt câu à. hỏi, không có quyền trả lời. À OK. Yeah, okay. Yeah, tôi cho nghĩ là cái đó là cái trò nực cười và trò nực cười nhất đó là vừa rồi một người mà gọi là tôi tạm gọi là cấp dưới của ông Nguyễn Hòa Bình, ừ. à, cấp dưới của ông Nguyễn Hòa Bình là ông Phạm Hồng Phong, à, Phó tránh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Sài Gòn, ừ. à, ông mới nói là. À, đừng để cái phiên tòa Hồ Duy Hải à, bị các thế được thế lực thù địch lợi dụng. Ừ. Và anh thấy đó, cuối cùng đó thì họ không biết đổ cho ai, ừ, đầu à, thế lực thù địch. Nói đấy. chung là cái đổ cho thế lực thù địch là ừ. an toàn. Tuy nhiên Chắc. quay trở lại cái câu hỏi của anh hồi nãy, ừ. theo tôi đến 99,9% là ông Nguyễn Hòa Bình sẽ đi luôn chứ không bao giờ có cái chuyện như anh. Không đó. không có cửa vào trong đó. Vâng. Sao anh không nói là thế lực thủ địch Barack Obama <laughs> Cảm ơn anh Khôi Nguyên rất nhiều yeah. Và cảm ơn khán giả của VTV theo dõi chương trình Chúng tôi xin hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ sau